Vâng, xin chào các bác. Đấy, em lại mới về một bộ dàn của Đền Ông các bác nhé. Một bộ dàn gồm có một đôi loa và một cái âm ly của Đền Ông. Đó là con Đền Ông F10. Đền Ông F10 nhé. Âm ly F10 và loa F10 đồng bộ với cả âm ly luôn nhé. Loa F10 đồng bộ với cả âm ly nhé. Loa về thì nhìn chung mình chất còn đẹp này. Tất nhiên đây hàng bãi thì có thể nó vẫn sẽ có một vài cái vết xước loại kia một chút xíu không tránh được rồi, đúng không ạ? Đấy, nhìn tổng thể thì nó còn đẹp nhé. F10 đây, đây căng loa này nhá, căng loa còn đầy đủ nhé. Con âm ly F10 này mình có thể kết nối điện thoại máy tính nghe nhạc rất là ok luôn. Đấy, có chỉnh bass test trên mặt máy này. Bên đều có tiếng bình thường nhé. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái con âm ly này nhé, bộ dàn này. Đấy, qua một đoạn nhạc không tời cùng guitar nhé, sau đó em sẽ mở thêm một cái bản nhạc có lời cho các bác nghe thử. F10 này thì nó làm cho thị trường châu Âu nên là cái tiếng bass của nó đánh nó sẽ mềm và cái tiếng chép rất là sáng, như các bác có thể nghe thấy. Đoạn nhạc có lời nhá. Bát nó nhà nghe nó rất là êm đúng không ạ? Tình anh như bóng mây, tôi đứng trôi, hoài trôi. Muốn đời tôi chỉ giữ môi bóng. Đấy, các anh nghe đấy, tiếng ca sĩ rất là rõ nét nhá, và cái giải bát nó đánh nó rất là mềm đúng không? Rất là mềm sâu. Đấy. Thì anh nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này alo cho em nhé. Thì là con F10 này cả bộ của nó là 5.200.000. Thì bác nào đang có nhu cầu mua alo nhé.
Vâng, này, tổng thể đây. Bản bi rất là đẹp đấy. Và tất nhiên đây là hàng bãi cũ này, đôi khi nó vẫn sẽ có một vài cái vết đây, hơi cấn xước một xíu thì nó không tránh được rồi, đúng không ạ? Đây còn lại ok đẹp nhé. Đấy nhá, 5 triệu 2 cả bộ này các bác nhé, các bác nào mua Alo cho em. Và